Chào mừng các bạn đến với kênh To Live Simple, sống đơn giản, về cuộc sống đơn giản, có chút tối giản, phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề thú vị: tại sao con người ta lại thích buôn chuyện? Buôn chuyện là một hành vi phổ biến trong mọi xã hội, từ thời xa xưa đến nay. Vậy điều gì khiến con người có xu hướng chia sẻ thông tin về người khác, kể cả những cái thông tin riêng tư? Đó chính là nỗi sợ bị ruồng bỏ. Lịch sử tiến hóa của con người như là những cái sinh vật xã hội đã in sâu vào tâm trí nỗi sợ bị ruồng bỏ. Ngày xưa thì việc bị trục xuất khỏi bộ lạc đồng nghĩa cái việc gần như là chắc chắn sẽ chết. Sự sống còn phụ thuộc vào sự hợp tác. Nỗi sợ bị ruồng bỏ khiến con người có xu hướng quan tâm đến suy nghĩ và đánh giá của người khác. Buôn chuyện là một cách để chúng ta thu thập thông tin về danh tiếng, uy tín của người khác, giúp chúng ta xác định được những người đáng tin cậy và tránh xa những kẻ nguy hiểm. Mạng xã hội càng khiến cho con người ta lo lắng về hình ảnh và danh tiếng của chính mình. Chúng ta liên tục so sánh bản thân với những cái người khác trên mạng xã hội, dẫn đến cái sự tự ti và ghen tị trong xã hội thời nay. Nhu cầu được xác nhận và khen ngợi từ người khác khiến cho con người dễ dàng chia sẻ cái thông tin cá nhân, kể cả những là những cái thông tin riêng tư, và dễ dẫn đến cái hiểu lầm, tổn thương tinh thần cho người khác. Và cũng không thiếu những cái drama hay những cái bình luận ác ý của những cái anh hùng bàn phím thời 4.0. Bí ẩn về những cái tiến hóa của việc buôn chuyện. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng buôn chuyện có thể mang lại lợi ích cho con người về mặt tiến hóa. Buôn chuyện, hành động trao đổi thông tin cá nhân với những cái người thứ ba vắng mặt là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội của con người. Từ những cái thành phố cổ đại Mesopotamia, các quốc gia công nghiệp hiện đại, buôn chuyện luôn hiện diện và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các cái mối quan hệ và hệ thống xã hội. Tuy nhiên, điều bí ẩn là tại sao buôn chuyện lại tồn tại và phát triển? Nó mang lợi ích gì cho con người? Và chúng ta cùng khám phá bí ẩn về sự tiến hóa của buôn chuyện nhé. Dựa trên một cái nghiên cứu khoa học mới được công bố, lợi ích của việc buôn chuyện là gì? Nghiên cứu cho thấy buôn chuyện tiến hóa vì nó mang lại lợi ích chính thúc đẩy hợp tác khi thông tin về danh tiếng của mỗi người được lan truyền thông qua các cái việc là chúng ta trao đổi cái câu chuyện. Mọi người sẽ có xu hướng hợp tác với những cái người có danh tiếng tốt và tránh những cái kẻ ích kỷ. Điều này sẽ giúp duy trì sự ổn định và phát triển của cộng đồng và cũng có thể là răn đe hành vi ích kỷ. Việc biết rằng mình có thể bị bàn tán khiến mọi người e dè hơn cho cái việc hành động ích kỷ. Nỗi sợ hãi bị đánh giá thấp và mất đi cái danh tiếng sẽ thúc đẩy cho họ cư xử hợp tác và tôn trọng người khác hơn, ý thức hơn. Cơ chế hoạt động là nghiên cứu mô tả một cái chu kỳ tuần hóa của buôn chuyện bao gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất là lan truyền danh tiếng. Khi mọi người buôn chuyện về hành vi của người khác, thông tin về danh tiếng của mỗi người sẽ được lan truyền rất rộng rãi, nhất là vào cái thời đại mạng xã hội như bây giờ. Thay đổi hành vi. Khi mọi người biết được cái danh tiếng của nhau, họ sẽ điều chỉnh cái hành vi của mình cho phù hợp với đám đông. Những người có danh tiếng tốt sẽ được tin tưởng và hợp tác, trong khi những kẻ ích kỷ sẽ bị xa lánh. Củng cố cái hệ thống buôn chuyện. Việc buôn chuyện mang lại lợi ích cho cộng đồng nên nó sẽ được duy trì và phát triển. Mọi người sẽ tiếp tục kể những câu chuyện, nói chuyện để lan truyền thông tin về danh tiếng và thúc đẩy cái hành vi hợp tác. Mình sẽ nêu ra tiếp theo là những cái ví dụ trong cuộc sống cũng như là công việc. Một ví dụ như là trong công việc, một cái điều tiêu cực ấy đó là giảm năng suất và hiệu quả của công việc. Mọi người buôn chuyện có thể khiến mọi người khác mất tập trung, lãng phí thời gian, giảm năng suất công việc. Ví dụ như là nhóm nhân viên văn phòng thường xuyên buôn chuyện về chuyện riêng tư khiến cho công việc bị trì trệ, gây mất đoàn kết và mâu thuẫn trong tập thể. Buôn chuyện có thể dẫn đến việc hình thành phe phái, mâu thuẫn và làm mất đoàn kết trong cái nhóm, trong công ty. Việc buôn chuyện về lương bổng và thăng tiến khiến các cộng đồng nghiệp khác ganh tị và mâu thuẫn với nhau. Cái điều tích cực gì khi mà chia sẻ cái thông tin và kiến thức thì cái việc buôn chuyện có thể giúp chia sẻ thông tin hữu ích về công việc, dự án và các cái cơ hội mới. Nhóm nhân viên chia sẻ thông tin về các khóa đào tạo, hội thảo hữu ích cho công việc, xây dựng cái mối quan hệ đồng nghiệp. Buôn chuyện có thể giúp mọi người trò chuyện, kết nối và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.
nhóm đồng nghiệp cũng sẽ chia sẻ sở thích chung để như là tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí dạng team building cùng nhau, tìm kiếm cái sự cân bằng, làm sao có thể cân bằng được cái việc buôn chuyện. Tuy nhiên, buôn chuyện cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu như là thao túng tâm lý người khác hoặc lan truyền cái thông tin sai lệch, không chính xác. Buôn chuyện không chỉ là một cái hành vi xã hội đơn thuần mà nó còn là một cái cơ chế quan trọng giúp duy trì cái sự hợp tác và trật tự trong cộng đồng bằng cách lan truyền thông tin và cái danh tiếng răn đe hành vi ích kỷ. Buôn chuyện góp phần tạo nên một cái xã hội tốt đẹp hơn. Sau đây là một cái số suy nghĩ của mình về đề tài này. Buôn chuyện có thể là một cái hành động tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào cái mục đích và cách thức bạn thực hiện. Chúng ta nên cẩn trọng khi buôn chuyện về người khác, đảm bảo rằng thông tin là chính xác và không mang tính xúc phạm, không thêm mắm, thêm muối. Buôn chuyện có thể là một cái công cụ hữu ích để có thể thúc đẩy cái hợp tác và xây dựng cộng đồng, nhưng nó cần được sử dụng một cách có trách nhiệm hơn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ gì về vai trò của việc buôn chuyện trong xã hội? Mình chân thành hy vọng rằng sau khi xem video này, bạn sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi chia sẻ cái chi tiết về cuộc sống cá nhân của ai đó một cách công khai. Cá nhân mình thì cho thấy video này đã cho mình cơ hội để nhìn nhận lại bản thân. Hy vọng nó cũng giúp ích cho bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình.